Thưa bác sĩ, nếu vợ chồng thường xuyên quan hệ bằng đường miệng thì có nguy cơ gì không ạ? Yes, about risk having oral sex. Yes, actually, it depends on which infection we are talking. For example, for HIV, the risks are probably minimal, but other infections may be transmitted by oral sex. For example, bacterial infections like gonorrhea, chlamydia, or even syphilis can be transmitted by oral sex. So oral sex is not completely secure, but people tend to think only about HIV. Oral sex doesn't put you at a high risk. Nguy cơ bị bệnh lây nhiễm, ví dụ như bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai khi quan hệ bằng đường miệng rất ít. Song những bệnh gây do vi khuẩn như bệnh mụn rộp thì lại có khả năng lây lan. Còn nguy cơ lây HIV qua quan hệ tình dục bằng đường miệng rất ít, hầu như là không có. Can be contracted by oral sex.